Minna san konnichiwa. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục ngày thứ tư trong chuỗi video 30 ngày luyện đọc hiểu JLPT N3. Trong quá trình học, nếu mà có chỗ nào thắc mắc hoặc là không hiểu rõ thì các bạn cứ bình luận ở dưới. Mình sẽ làm video để giải đáp kỹ cho mọi người nhé. Và đừng quên cho mình xin một like và một lời đánh giá để mình có động lực làm nhiều video cho mọi người hơn. Ok, đề hôm nay là đề tháng 12 năm 2022, khá là gần. Và chúng ta vẫn luyện tiếp các cái phần bài văn ngắn nhé, bài văn 3 điểm này nhé, bao giờ mà nhuần nhuyễn thì thôi. Chúng ta sẽ đọc câu hỏi trước nhé. Là cái anh Hồng này là của cái phòng mà kinh doanh Egeoka kinh doanh nhé. Thì anh muốn photo 5 cái tờ tài liệu. Đó, cái tờ tài liệu mà để sử dụng nhé, cho cái cuộc họp vào sáng ngày mai, trong ngày hôm nay. Anh ấy muốn photo 5 cái tờ trong tài liệu trong ngày hôm nay nhé, để cho cuộc họp ngày mai. Thì anh ấy sẽ phải làm như thế nào? Dosna kereba naranaika. Đó. Chúng ta sẽ lên bài xem này. Đây là một cái giấy mà để ở trên cái máy photo này, gửi đến mọi người trong phòng kinh doanh nhé. Là cái máy photo của cái phòng ấy thì nó đã bị hỏng. Nó kososteite, vì nó bị hỏng nên là không thể sử dụng được. Và tôi đã nhờ người ta sửa chữa rồi, nhưng mà cho đến chiều ngày mai thì có vẻ như là người ta không thể đến được. Đó, có nghĩa là chiều mai thì người ta mới đến, người ta sửa được đấy. Nếu mà những cái photo mà không cần ISOGI đến này, không cần phải vội lắm ấy, thì hãy chờ đến ngày mai. Đó. Và trong cái trường hợp mà có những cái tài liệu mà phải photo trong ngày hôm nay, đấy là trong trường hợp của anh kia đúng không, thì hãy sử dụng cái máy photo của phòng cai kê cả và phòng kế toán. Và tiếp nữa là trong cái trường hợp mà anh photo mà trên 50 tờ Gojimai rồi đúng không, là 50 tờ thì anh cần thiết là phải liên lạc với cái phòng kế toán trước. Đó. Và trước khi mà photo ấy thì cũng phải là thông báo cho cái anh Nakashima này. Đó, vậy chúng ta sẽ xem là có những anh kia là cần phải làm như thế nào nếu muốn photo trong ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là trong đây muốn photo này thì phải sử dụng cái máy của phòng kế toán. Đó, điều kiện nhất phải sử dụng cái máy của phòng kế toán này. Thứ hai nữa là nếu mà anh photo trên 50 tờ, nhưng mà cái này trong trường hợp này không phải, anh kia anh photo có 5 tờ thôi đúng không, thì hãy liên lạc với cái phòng này trước. Đó, còn anh kia 5 photo có 5 tờ thôi nên là không cần phải liên lạc đúng không. Và việc thứ hai nữa là trước khi mà photo thì phải liên lạc với anh này, liên lạc với anh Nakashima này. Đó là hai cái việc mà anh ấy phải cần. Và chúng ta xuống bài nhé, xuống câu hỏi nhé. Đáp án này là cái việc cần thiết là phải photo ở phòng kinh doanh. Đó, cái này các bạn sai hoàn toàn. Tại vì sao? Anh ấy muốn photo trong ngày hôm nay. Đó, và 5 tờ ngày hôm nay thì không được. Đó, phải chờ ngày mai nếu mà photo ở cái phòng này. Đó. Vậy thì chúng ta để ý xem là những cái nào mà photo nhé, ở cái phòng kinh doanh này chúng ta gạch hết nhá. Đây, câu 3 cũng thế, là photo ở phòng kinh doanh là câu 1, câu 3 sai rồi. Đó, chúng ta phải biết phương án loại trừ nhá, thì nó mới có thể làm nhanh được. Và không lại còn không cần thiết phải nói với anh này, lại còn càng sai nhá, càng sai. Tại vì trước khi mà photo phải nói với anh này. Đó. Tiếp câu 2 này, photo ở phòng kế toán này là chính xác rồi này, và câu 2 này lại còn không cần thiết phải nói với anh này. Đó, lại sai vế sau này, nên là sai luôn, đúng không? Vậy chỉ còn câu 3 thôi. Là nói với lại anh này và photo ở phòng kế toán, cái này chính xác luôn. Đó, cũng khá là dễ thôi nhá. Chúng ta sẽ sang luôn câu 2. Tôi xem cái tin tức ở trên truyền hình, trên TV đúng không, Bangumi đúng không? Thì cái nhân vật tôi này thì tại sao mà cái việc mà ném bóng của con gái mình Musume nhá thì nó lại không tốt, không giỏi. Đó, tại sao mà lại không tốt, không giỏi nhá. Có nghĩa là người bố này, người tôi này nhá, người ta xem ở trên truyền hình và người ta hỏi là tại sao mà cái đứa con của anh ấy nhá ném bóng lại không giỏi. Đó, chúng ta xem nhá.
cái đứa con Musme, đứa con mà 6 tuổi này thì nó nói là đó, nói là muốn có thể ném bóng giỏi được, đó, ném bóng giỏi được nhá. Và tôi ấy, thì tôi đã semester, tôi đã nói anh ấy chỉ cho giải thích đúng không? Tôi đã chỉ cho con đấy, cho đứa con gái ấy, là rất là nhiều những cái điểm không tốt, nó qua đôi tên là cái điểm mà chưa được tốt trong cái cách ném của con mình đó. Và tôi đã cho nó xà xê là thể sai khiến đúng không? Tôi đã cho nó ném ném bóng rất là nhiều lần, nan cài mốt là ném nhiều lần nhé. Và nhưng mà đó, cái đứa con gái của tôi ấy, nó mãi mà nó không thể giỏi được đó. Và hôm qua ấy, thì ở trên đấy là đúng không, ở trên cái trường hình TV, trên hình TV ấy, thì nó có chiếu Toriyagete, nó đã chiếu một cái, nó đã chiếu về cái ném bóng, cái cách ném bóng ấy nhá. Thì ở trên truyền hình nó nói cái gì đấy quả này, nó nói là tà đi này, xà xê này, xà xê nó là sai khiến này, một cái này, tiếp là xà xà xê tà đi hai này đó, và tiếp cái thứ ba này, xà xê này đó. Chúng ta để ý xem là những cái vấn đề này nhá. Nó nói là cho nó ném nhá, cho nó ném, sai khiến là đúng không, cho nó ném, cho là cho cái bọn trẻ này này đó, nó ném bóng nhé, nó ném nhiều loại bóng khác nhau, chigaru samazama na bo, nhiều loại bóng khác nhau về độ nặng, omosa, về kích thước. Đó là điều đầu tiên nhé. Điều thứ hai đó là cho nó ném tobase, tobi nó bay đúng không, tobase là cho nó ném kiểu cái máy bay giấy kamihikoki đúng không, ném máy bay giấy, có nghĩa là chúng ta gấp giấy máy bay lại, chúng ta ném xem là nó lực nó bay được bao lâu ấy. Đó, và tiếp theo cái thứ ba nữa là cho nó nhớ, cho nó học oboe đúng không, sạc sẽ cho nó nhớ, cho nó học cái cách mà học cái ố này nhé, học học nhớ cái cách mà dồn lực nhá, dồn lực vừa đủ cho đổi, vừa đủ bằng cơ thể của mình, bằng sức bằng cơ thể của mình ấy nhá, có dồn dùng lực như thế nào cho nó vừa đủ để mà ném đấy. Và tiếp theo là cái việc mà cần thiết cho con gái của tôi ấy, thì có lẽ là cái này đấy, cổ đề cao xe này, có cái này. Vậy cái này nó là cái gì đây, ba cái này này đó, ném bóng nhiều loại bóng này đó, và cho nó ném một máy bay giấy này, và tiếp theo là cho nó học cách mà dùng lực vừa đủ đó. Và tiếp theo thì tôi sẽ thử cho con nó làm những cái cách này, có ba cái cách trên này nhé. Đấy, vậy chúng ta sẽ xuống câu hỏi đáp án này là cái việc mà thuyết minh, cái việc mà chỉ dạy của cái nhân vật tôi, có nghĩa là bố ấy, về cái cách mà ném bóng giỏi ấy, thì nó kém. Đấy, có nghĩa là ông này ông chỉ kém nên là con nó không giỏi nhá, bởi vì nó thuyết minh, có nghĩa là giải thích kém. Và đây thì câu này chúng ta sẽ xem ở trên bài nó có chỗ thuyết minh đây nhá. Đấy, bố nó giải thích rất là nhiều cái điểm mà không tốt trong cái cách ném của con nó rồi, nhưng mà con nó vẫn, và cho nó ném nhiều lần nhưng mà con nó vẫn không giỏi đấy, chứ không phải là ông này ông giải thích kém nhá, giải thích kém nhá, sai. Câu 2 này là đây này, là gây được là cả cả bởi vì là không cho nó luyện tập ném, không cho nó luyện tập ném bằng ném nhiều lần đấy, kiểu lặp đi lặp lại nhiều lần nhá, kurikaeshi là lặp đi lặp lại nhiều lần bằng cách, một cách ném giống nhau mà ném đi ném lại nhiều lần đấy nhá. Câu này là sai, tại vì ông này ông đã có cho con nó ném rất là nhiều lần đây này đó, con ném bóng rất là nhiều lần nhưng mà nó vẫn không tốt, chứ không phải là không cho nhá. Câu 3 này là bởi vì là không cho nó xem, mise không cho nó xem những cái chỗ mà ném bóng giỏi thực tế, thì sai lý trong thực tế. À, câu này cũng sai luôn, không có chỗ nào mà bảo là không cho nó xem cái chỗ ném bóng thực tế được nhá, sai. Còn câu 4 thôi là bởi vì là không cho nó luyện tập nhá, bằng cách là nhớ nhá, hoặc là học cái cách mà dùng lực vừa đủ bằng cơ thể của mình. Cái này chính xác luôn nhá, tại vì là chưa 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 cho nó làm cái cách này nên là nó vẫn ném kém thôi. Nên câu cuối người ta cũng đã nói rồi đúng không em, đó là nó phải cho nó học cái này này đó, cái cách mà dồn lực như thế nào cho nó vừa đủ đó, thì ông này ông vẫn chưa làm những cái điều này nên là đáp án chúng ta sẽ là câu 4 nhá. Tiếp theo là chúng ta sẽ sang câu 3.
cái điều mà muốn nói ở trong cái mail này là cái gì, nó phải phù hợp, có nghĩa là cái gì ấy, cho nó dễ hiểu nhé. Chúng ta sẽ lên bài này. Đây là một cái bức mail mà của cửa hàng gửi cho hành khách thôi, để chúng ta đọc sơ qua thôi. Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ chúng tôi này, và chúng tôi liên lạc về cái việc mà đặt hàng mà chúng tôi đã nhận vào ngày 4 tháng 2 đó. Và từ cái trên trang chủ ấy, trang chủ thì có anh này thì anh có đặt, anh đặt một cái visa, cái này là Kawase Cypher, là cái visa màu nâu nha, anh đã đặt visa màu nâu. Nhưng mà đó, nhưng mà nó đã bị hết hàng rồi nha. Shinagire ni nate orimasu, là bị hết hàng rồi. Hết hàng như thế nào? Hết hàng trong cái lúc mà trước trước cái lúc mà anh này đặt đặt hàng trên điện thoại đó, chokuzen đúng không, ngay trước khi mà anh này đặt hàng trên điện thoại thì đã bị hết rồi. Chúng tôi rất là xin lỗi, và cái việc mà có thể chuyển ấy, gửi hàng ấy, thì nó đã chuyển thành, nó đổi thành Zozun, này từ Zozun nó là từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 cho trong trong tháng nhé. Trong tháng nó có 30 ngày đúng không, vậy thì trong khoảng này từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 3 ấy, thì nó sẽ được chuyển đến hàng, nó sẽ được giao đến. Thì anh ấy thấy thế nào? Ikaga itashimasu ka? Hỏi ý kiến họ nhé. Và bởi vì là chúng tôi cũng có thể là chúng tôi sẽ nhận sự hủy của anh, đó có nghĩa là anh hủy cũng được, nên là chúng tôi muốn nghe cái nguyện vọng. Hãy nói cái nguyện vọng của anh ấy, kiểu như Kibo nhé. Thêm nữa là nào, thêm nữa là nếu mà anh đặt một cái màu khác đó, màu khác vẫn cái mẫu đấy nhé, Onaji Sohi vẫn mẫu đấy nhưng mà cái mẫu khác, thì sẽ lập tức gửi đến đó. Okuri dekimasu. Awaste wo kento kudasai. Anh hãy tham khảo, anh hãy xem xét xem thế nào đó. Nói chung là có bài này là anh ấy đã đặt một cái visa đúng không, nhưng mà trước khi đặt thì lại bị hết mất rồi, nên là cửa hàng người ta muốn thông báo, từ đầu người ta thông báo là nếu mà anh vẫn đặt ấy, thì nó sẽ là khoảng ngày 1 ngày 10 tháng 3 người ta sẽ chuyển đến đấy. Thì anh ấy xem, hỏi ý kiến anh ấy xem thế nào, có thể hủy cũng được, và muốn nghe cái nguyện vọng của anh này đó, xem là anh ấy muốn như thế nào nhé. Ta xuống đáp án này có một nhé. Bởi vì là nó đã hết hàng nên là sẽ giao vào ngày ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 3 đó. Nhớ là cái điều mà muốn nói trong cái mail này nhé. Vậy thì cái câu này các bạn xem có chính xác không? Hết hàng nên là sẽ giao vào tháng 3, câu này là sai hoàn toàn nhé. Này người ta cũng có chỗ đây, người ta bảo là sẽ giao vào tháng 3 nhưng mà nhà khách hàng người ta đã đồng ý đâu mà lại bảo là thông báo là sẽ giao như vậy đúng không? Còn phải xem là người ta có đồng ý hay không, hay người ta có nguyện vọng như thế nào, có đổi màu hay không đó, chứ không phải là giao luôn, không phải là giao luôn vào tháng 3 này nhé, là sai. Câu 2 nhé. Bởi vì là nó đã hết hàng rồi nên là muốn này, này, muốn này, VT Hoshi là muốn người khác, có nghĩa là muốn người khác, người ta đặt hàng thêm một lần nữa vào cái ngày từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 3 đó, câu này lại càng sai đúng không. Ví dụ như trong trường hợp mà anh kia đồng ý đi thì chắc chắn là không cần phải đặt lại một lần nữa rồi đó, mà ngày 10 tháng 3 người ta sẽ giao thôi, chứ đây lại bảo là muốn đặt lại một lần nữa vào ngày 10 tháng 3 đó, lại càng sai. Câu 3 nhé. Bởi vì là hết hàng rồi nên là đến khi mà giao được ấy, thì nó sẽ tốn thời gian, nó sẽ mất tiêu tốn nhiều thời gian, nên là muốn muốn anh ấy thông báo xem là muốn như thế nào, dostai ka đó, có nghĩa là cửa hàng muốn là thêm ý, muốn ý kiến của họ ấy nhá. Đã nói là nếu mà muốn vẫn đặt cái đấy thì sẽ muốn tốn thời gian đấy, nên là thông báo lại cho chúng tôi xem thế nào nhá, có hủy hay không, hay đặt hay không, hay là như thế nào đó, phải nghe chính xác luôn. Câu 4 này là bởi vì là tôi đã gửi là sai rồi, đã gửi master đúng không, đã gửi cái sản phẩm mà màu khác với cái anh này đặt, hôm nay là sai trong toàn, chưa gửi gì cả, và sẽ lập tức gửi lại cái đồ, cái mẫu, cái màu chính xác, cái này là sai trong trong, chưa gửi gì cả đó. Thì câu này chắc chắn là xem họ, xem ý kiến của họ xem là như thế nào nhé. Chúng ta sẽ sang câu cuối cùng là tôi ấy, thì cái lý do, trong cái lý do mà cái nhân vật tôi này là định sẽ mang cái giày cũ Furui Kusu đến cái cửa hàng này
thì cái lý do lớn nhất là gì? Đó, xem lý do gì mà anh ấy mang cái giày cũ đến cửa hàng nhé. À, nhà của tôi này thì có rất là nhiều cái đôi giày cũ mà không đi được. Đó, cái này Haki, Haku đeo đi, Hakana nhé, không thể nào đi được nữa rồi. Và tôi định, khi mà tôi định sẽ vứt sute, ste nó vứt steyo, nó thể đi định. Đấy, thì tôi đã nhìn thấy một cái tờ quảng cáo của cái cửa hàng giày Kutsuya. Và nếu mà anh mang cái giày này, giày mà không cần đến, không cần thiết đến cái cửa hàng này nhá, thì nghe nói là sẽ được cô càng nói gì đổi cái vé, giảm giá wadi pkk, một cái vé của giảm giá mà để mà sử dụng khi mà trong cái cửa hàng này. Đấy, có nghĩa là sẽ mua giày cửa hàng này sẽ có cái phiếu giảm giá này. Và tiếp theo này, netsu là cái nhiệt mà phát ra, ở đây có từ hikarete ta, nó là người ta còn viết là nhé, còn viết là hai cái này, viết cái một và viết cái hai này nhé. Đó, viết này, viết là cái nhiệt mà nó phát ra, nó bay ra, nó tỏa ra khi mà chúng ta đốt, đúng không? Moyasu, nó là đốt cái giày, có cái giày mà thu lại đốt, thì nó sẽ như nào? Nó sẽ dùng để làm năng lượng, để làm điện đó, năng lượng làm điện này, và nó còn tốt cho môi trường nữa, nó kang kyo ni i, nó tốt cho môi trường nữa. Đấy, thì nó được hai cái lợi ích nữa, ngoài cái việc mà giảm giá này, cơ giá này còn được hai cái lợi ích này nữa, đúng không? Thì tôi ấy, thì tôi dù là có chỉ có một mình tôi mát tại IT, dù một mình tôi mang đến ấy, thì cái ảnh hưởng đến lớn đến như thế đó đến môi trường ấy, thì tôi nghĩ là không có ảnh hưởng như thế đó đâu nhá. Ảnh hưởng lớn có nghĩa là tốt cho môi trường này, rồi có thể làm năng lượng điện. Thì anh này một mình anh này mang thì anh ấy nghĩ là chắc tôi thì cũng chả chả đến mức mà mấy vài đôi giày mà nó ảnh hưởng như thế đâu. Và nhưng mà nếu mà có thể mua giày mới bằng cái giá rẻ thì cái giày cũ chắc chắn là sẽ không vứt mà mang đến cái cửa hàng đấy. Đó, tội gì mà vứt đi, đúng không? Mình chả cần biết lý do như nào, chỉ cần được là có cái phiếu giảm giá để khi mà mình mua giày mới là mình thích rồi. Còn mấy cái lý do như là tốt cho môi trường này hay là làm năng lượng điện thì anh này cũng không nghĩ nhiều, tại vì có mỗi một mình anh mang đến thì thực ra đến không ảnh hưởng lắm. Ta xem đáp án nhé. Ta sẽ đổi cái giày cũ lấy cái vé, và khi mà sẽ sử dụng khi mà mua giày mới là chính xác luôn này. Lý do lớn nhất nhé, nhớ cái lý do nhất mà anh này anh mang giày đến đấy là gì, này có vẻ là chính xác này. Thứ hai này là anh ấy sẽ bán cái giày và anh ấy lấy tiền và sẽ mua cái giày mới bằng cái tiền đó, sai 100%, không có chỗ nào mà người ta bảo liên quan đến tiền bạc cả, cả một cái bài không có trên bài là sai luôn nhé. Thứ ba này là anh ấy sẽ sửa cái giày mới đấy, giày cũ này cho nó mới đi, cho nó sạch mới đi, và anh ấy sẽ muốn đi thêm một lần nữa. Đó, lại càng sai, không có chỗ nào sửa lại, nên là chúng ta gạch luôn nhé. Câu 4 này là sẽ sử dụng cái giày cũ đấy và là muốn làm tốt cho môi trường. Nó muốn làm tốt, có cái chỗ trên bài người ta bảo có làm tốt cho môi trường đây nhé. Nhưng mà các bạn nhớ là cái lý do lớn nhất, cái lý do mà mục đích lớn nhất, thì trong này anh ấy cũng có nói là đây tôi thì tôi không nghĩ như vậy. Nó không nghĩ là những cái điều như là tốt cho môi trường này, rồi là làm năng lượng điện này, làm điện này, tại vì sao có mỗi mình thôi. Đó, bản thân mình mà mang đến thì làm sao mà nó mang đến những cái lợi ích như thế được. Không, anh ấy nghĩ đơn giản là mua cái giày mới bằng cái giá rẻ thì anh ấy mang đến thôi nhá, là sai. Vậy đáp án chính xác nó sẽ là câu 1 nhá. Đó, cũng khá là dễ thôi. Ok, bây giờ đã xong ngày thứ tư, chúng ta sẽ luyện khoảng thêm 3 đến 5 ngày nữa cho nó nhuần nhuyễn đi, rồi chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang phần trung văn nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Otsukaresama deshita.